Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Hiền Lành review cho các bạn mẫu sập thờ loại mỏng. Sập thờ này có cái thông số kích thước đó là dài 2m17, rộng 1m07 và cao 1m27 theo cái cung số đẹp số đỏ chuẩn phong thủy. Và chân là chân 24, dạ tiền dày 5 phân, dạ ngang cũng dày 5 phân. Đây là loại mỏng thì bên cạnh các cái bộ sập thờ loại mỏng, mẫu mã như trên mình các bạn đang xem thì chúng tôi còn có các cái dạ tiền dày 8 phân, 10 phân, 12 phân và có thẻ lên 14 phân, hàng liền khối. Thì chúng tôi gọi đây đó là mẫu sập thờ loại mỏng. Toàn bộ các cái phần khuôn tranh của ván mặt chúng tôi làm dày 5 phân. Và ván mặt bên trong chúng tôi ghép hai tấm dày 1.5cm. Nên là chúng tôi gọi đây là sập thờ loại mỏng để cho quý vị dễ hình dung. Toàn bộ các cái dạ ngang, dạ tiền dày 5 phân. Và chân là chân 24, chạm mai điểu hay còn gọi là sập thờ mai điểu. Có nơi thì gọi đây là sập thờ cây mai cho dễ hình dung và trong video này tôi sẽ giới thiệu cách tháo lắp toàn bộ tầng cổ và phần mặt là liền khối chúng ta nhấc cùng một tòa ra và sau đó thì chúng ta sẽ đi đến tháo dạ tiền trước thì hai đầu dạ tiền chúng tôi có mộng như trên mình các bạn đang xem đây chúng tôi dùng các cái chiếc búa gõ ở hai đầu chân đầu chân trên và chân dưới thì sẽ ra được hai cái mộng và chúng ta sẽ rút ra và khi rút ra thì nó sẽ tách rời Phần dạ ngang là chúng tôi gắn liền, còn dạ tiền là tháo rời. Quý vị có thể vận chuyển dễ dàng lên tầng 2, tầng 3, vô tư. Nhiều người đang không biết cách tháo cũng như hình dung cách lắp sập thờ thì quý vị có thể xem qua video clip này. Và sau khi tháo rời thì chúng tôi để gọn vào chuẩn bị xếp hàng cho các cái khách buôn tỉnh lẻ Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Việt Trì, Phú Thọ, Hà Nội đã đặt hàng chúng tôi rất nhiều các cái bộ sản phẩm như này. Đây là hai tầng cổ Long Trúc cũng là mẫu bán chạy nhất của chúng tôi trong cái thời gian năm 2020. Và sắp tới sang năm 2021, chúng tôi sẽ tung ra hàng loạt trên thị trường các cái mẫu sản phẩm sập thờ loại mỏng như này để đáp ứng tới cái thị trường bình dân hơn. Còn các cái sản phẩm chúng tôi làm dạ tiền 8 phân, 10 phân liền khối thì chúng tôi sẽ đáp ứng cho các cái thị trường có mức thu nhập bình quân đầu người cao thì quý khách có thể mua được. Đối với hôm nay cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm theo dõi các cái video clip của chúng tôi. Quý khách hãy bỏ ra từ 3 tới 5 phút xem các cái video của chúng tôi, quý khách có thể theo dõi được các cái chi tiết họa tiết hoa văn cũng như kích thước của các cái bộ sản. Toàn bộ ván mặt là chúng tôi đã ghép hai tấm dày 1.5 cm chúng tôi đã giới thiệu đây là loại mỏng. Quý khách hãy xem kỹ. Quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo.